Mấy con vợ còn kém lắm. Yuka cho tôi miếng cơm tôi đóng hộp. Sau này không còn nữa đâu, hàng hiếm nhé. Tôi bán đấu giá, bán không được thì lấy nó là năng lượng phóng xạ hả? Đùa nhau à? Đùa nhau hả? Đá chết bây giờ. Đá chết bây giờ. Nghĩ sao lấy cơm như ca nói làm năng lượng phóng xạ vậy? Ui là trời. Yes. Tiêu rồi, kiểu này là phải gửi Nga đi tỉnh thức bồng lai cho tỉnh táo lại thôi. Chị không cần nói dối, chị Nagi. Em sẽ bảo vệ chị khỏi vật màu xanh lá đó. Cái gì màu xanh lá? Làm gì có vật nào màu xanh lá, người ta nấu ra màu nâu với màu vàng không mà kêu là vật màu xanh lá là cái gì? Hả?